Okay, សួស្តីអ្នកនរអគ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងណែនាំអ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីរបៀបនៃការ configure eIGRP OSPF RIP និង static drive រួមបញ្ចូលគ្នានៅក្នុង video នេះ Okay, ឥឡូវយើងចាប់ដើមទាំងអស់គ្នា Okay, ឥឡូវខ្ញុំមាន diagram ដូចចឹង Okay, នៅក្នុង block នេះខ្ញុំប្រើប្រាស់ OSPF ដែលមាន process ID វិលេខ 1 ហើយខ្ញុំយកវាធ្វើជា area 0 នៅក្នុង block នេះខ្ញុំប្រើប្រាស់ EIGRP autonomous system VAAV គឺលេខ 1 សម្រាប់នៅ block នេះខ្ញុំប្រើ rip version 2 ចំណែកឯ block នេះខ្ញុំប្រើ static drive អញ្ចឹងនៅក្នុង video នេះខ្ញុំនឹងធ្វើការ configure រួមបញ្ចូលគ្នា protocol ទាំងអស់មានដូចជា EIGRP, OSPF, RIP ហើយនិង static drive រួមបញ្ចូលគ្នារវាង dynamic protocol បូកជាមួយនឹង static drive Okay, ឥឡូវយើងចាប់តាមទាំងអស់គ្នា Okay, step 1 យើងត្រូវធ្វើការ assign IP ទៅលើ router ទាំងអស់ Okay, assign IP on this router Okay, ឥឡូវខ្ញុំចាប់ផ្ដើមធ្វើការ assign IP នៅលើ router លេខ 2 មុន Get terminal hostname port2 Okay, interface 0/0 10 Okay, 2 0 No shot Okay, first part is /0/0 Okay, second one 1 Okay, no shot Okay, next you want to assign IP to the interface BD នៅលើ router លេខ 2 Okay, ឥឡូវខ្ញុំចាប់ផ្ដើមចូលទៅ assign IP នៅលើ Okay, នៅលើ router នេះម្ដង Okay, នេះលេខ 2, លេខ 1, លេខ 3, លេខ 4 អញ្ចឹងអានេះយើងដាក់លេខ 5 មក Okay assign how I view okay host air file case interface 0/0 case IP 12.12.12 0/0 no sharp okay /0 IP 192.168.4.1 No shot Okay, I'm going to IP in the interface in the router router R5 Okay, I'm going to assign IP in the router R3 First, okay, host, interface box, series 0/0, net, 2, okay, no shot, interface box, series 0/0, IP net, 그래서 okay, 이제 IP នៅលើ interface 2 នេះហើយនៅលើ router 3 Okay, ឥឡូវយើងចូលទៅដាក់ IP នៅលើ router 4
therefore, in the first 3 rows, first row, which is undefined, lấy những bạn đã IP nên lấy router P, router 5, router 3, hay những router 4. Ok, lấy những chỗ tại assign IP nên lấy router 1. Ok, router 1. Ok, what's name? 4-1. In the first 3 rows, last row. Ok, IP red. 9 1. Okay, no shot. Okay, no IP, sorry, oh, assign call in the way. Okay, no IP at. Okay, IP at. Serial zero slash one IP head one. Okay, no shun. Okay, see the file. Serial zero slash one IP head 12 one. Okay, see the first 3 zeros, not zeros, not 1. Okay, IP event, point event, point event, dot event, 1, 0. Ok, lấy dựng bàn sang IP nên lưu router tặng ổn rồi hơi. Ok, tầm nạng ca thì P. Step P. Dương nâng cho tư configure. EIGRP. EI. GOP này là router air 2 and air 1. Ok, là đồng đại KTP dừng thời ca configure EIGOP này là router 2 and router 1 này. Nên ta mà block đi dừng thời ca configure EIGOP lòng đi. Ok, lấy những chấp đàm lọc đi. Ok, môn đường thua ca configure là những sạc pin sẵn. Những sạc pin sẵn. Ok, test pin sẵn. Ok, màu ấy, cao pin. Chạy rồi, hãy mở cho pin chạy mình. Ok, những pin màu interface này, score 2. Ok, lấy những pin màu IP. Object, 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 P. Ok, đi. Phim mà interface này score. Ok, lấy dừng phim mà interface này chạy mối. Ok, mà score thế, đại sao ta dừng ở toàn configure EIGRP này lưu vĩ, chẳng biết toàn score như thế. Ok, lấy dừng cho ta configure vĩ. Ok, cho ta đó ta lịch P. Ok, router EIGRP 1 AS1 đi. Ok, network. Ok, bật auto summarize nó. Oh, no auto summarize network.
khoa khăn mắt đi hạ. Ok. Interface. Lời dân ban apply nè lời interface đi mua hai. Lời dân chỗ interface mà chẳng. Network. Okay. Lời dân ban configure OS. Sorry. VIG open nè lời router lịch bì hả. Lời dân chỗ router lịch mối. Router IGRP 1 xong chắc cả nà dương phở AS lịch mùi nơi lưu router lịch bì ní mà nè thà router ní cả thật phở lịch mùi này bà xin chỉ copy lịch mùi AS lịch mùi nếu việc score lịch IGRP chẳng. Ok lấy no auto summarize. Ok network. Ok. Đây là lời dùng apply GLP để trong interface này. Để trong router lại nâng. Đó dùng brand network này. Đọc chữ đọc chữ đọc chữ đọc chữ. Ok. Ok, bắt đầu bây giờ avatar network nâng màu hơi. Vì chân nhé. Cảm ơn vì chân nhờ. Nè. Adjusting chân xin nâng nâng squad này. Lời dùng trong đơn cho số IP ra. IGRP này, IGRP sort D thấy nhé, sort D cho mình learn network này, network mới mũi này, network mới hay chỉ mũi những network này là nhé. Ok, là dừng tôi phải dừng mang configure IGRP này là đào tạo lịch phí hay là đào tạo lịch mũi hay tôi mới dừng sẵn thư cả ping về. Ok, một nâng dừng ping về score thế mình hãy dừng ping. Dương phiên tại đọc chữ P và score thế. Sorry, dương phiên mà đọc chữ mùi này. Đọc chữ mùi và score thế. Mày nhớ, request time 2 rồi đó. Dương thư cả phiên mà đọc chữ mùi nó thế. Ok, bắt đầu bây dương thư cả configure IGRP rồi mà VS score này. Ok. Step 2 dương thư cả configure IGRP nơi lời router lịch 2 hay lời router lịch 1. Ok, step 3 configure. Ok, OSPF OSPF nơi lời router lịch 4 and lịch 1. Ok, step 3 dương thư ca configure này, lock đi. Thư ca configure OSPF nơi lời router lịch 4 hay nơi lời router lịch 1 này. Ok, lời dương chỗ là phần router lịch 4 router 4. Ok router OSPF process ID nhưng phần lịch 1. Ok, network. Forecast must be have from area 0. Ok. Nè, lấy dân bạn advertise network này mùi hai nè. Ok, lấy dân cho advertise network này mùi tiền. Ủa, nó không router lịch 4 nhưng nên pin network. Ok, lấy dân cho advertise network mùi tiền. Mình cho phí chạy gọi một cái chạy. Mọi chạy số forecast must be have from area 0. Ok. Bắt đầu bây giờ ban advertise network nữa là router lịch 4 hay dân cho router lịch 1 nằm bởi tất cả advertise network mùi tiệm. Ok. Configure router OSPF 1 network 0 và card mask behind them area 0. Ok, lại bắt đầu bây giờ ban advertise network nó lơ router lịch 4 nó lơ router lịch 1 hay. Ok, ở đây dương chấp đám thử cả testing với đây khác pin. Ta vi score phim này ạ.
Ok, lấy dương cho nó ra tới để mua sân mát. Ok, lấy dương để vi trình full load đàn này. Cho mình làm squat cái này lấy chọn đất như số IP này. Ok nhé, OSPN OSPN này tăng đoàn sau O. Ok, đi O, hình như bên lớn này nhé. Network này, bay này nhé, bay dịch số này. Tỏ mong 4.2 này nhé. Cái này nhé. Ok, là lấy dừng thực cảm ping PC ní mà cần router lệ muối là bên IP muối được muốn cho muối. Ok, lấy score lại nhé. Lấy những phim một căn bốn score. Ok, là static base dùng bán thuộc ca configure OSPF score khi rồi ở hai. Ok, step 4 dùng thuộc ca configure rip. Configure rip version 2 under L1. Ok, L3 and L1. Ok, static 4 nhưng chúng ta configure mình một lọc này. Configure it. Nên là router lịch 7 hay là router lịch 1. Ok, lấy dân cho router lịch 7. Ok, muốn thử ca configure là dùng thử ca testing với motion vì ping mà score không nhận. Ở đây dùng cho PC lịch mùi đi ping mà căn router lịch mà căn IP nè đọc mùi đọc mùi chụy đọc mùi chụy mùi nè rồi score không nhận. Ok, request time out by đó rồi. Ok, ở score đấy. Ok, ở lại dùng cho tới configure rip mà. Ok, cho tới router lấy 7. Ok, sẽ router rip. Ok, no auto summary version 2. Ok, network. Ok, dùng advertise network dùng mà. Nơi router lịch 7 nhưng miền pi network mà thay nè network mà rồi cao pi chụy mà rồi hộp không vậy chụy muối chụy xôn tổ mốc network đọng muối đọng muối chụy đọng muối chụy xôn đi ok lấy đọng muối chụy đọng muối chụy xôn network mà rồi cao pi chụy mà rồi hộp vậy chụy muối chụy xôn. Ok xâm rắp rip dưỡng mình bánh pra sập nền má rừng muối và khăn má thì dưỡng ếp thay đập bằng má. Ok. Ok, lấy dân cho ta ra ta lấy mối, thử cả em thay này bớt đá. Ok, router rip. Ok, version 2. No, auto summary. Ok, network. So, nè, nè, bác lại nè. Ok. Ok, và tỏ mong dân thử cả khi nguyên mà đoàn tiền. Ping vì PC lịch mùi này mà cần nè, muốn nâng dân ping tới request time out mình bị score như thế là dân tất cả ping mà không kìa. Ok, lấy score nè nè. Và tao bị dân tất cả thơ rip máu configure rip máu bị score nè. Ok. Ok, lấy một block này configure EIGRP một block này dân configure OSPF một block này dân configure rip version 2. Chúng ta xâm lập một block này dùng thay cả configure static array nên là configure static array nên là nè group router đang on máu. Ok, static 4
StatiFrame, sorry, StatiFrame. Static row. Static row. From router F5 to all router. Okay, lấy dừng thư ca configure static đã ứng nhận dừng trên vì router all file đi thư ca static tất cả router tình ổn nhận mình thả all 2 all 4 all 1 hay nâng all 3. Okay, lấy dừng chọc đào lọc nhé. Okay, lấy dừng static mà căn lên bờ block đi xem nào. Tổng mỗi dừng static mà căn lên bờ block đi, block đi. Okay, lấy dừng static mà căn router lịch pi block router lịch pi xem nào. Okay, happy run. Okay, để cho mọi người. Ok, lấy dương static mà căn block đi hái, dương static mà căn để vào đi một chút nữa. Đi vào. Rồi đăng ký chụp, rồi đăng quay chụp ký chụp số. Định hộp address, đọc ký, chụp đọc ký, chụp ký, chụp môi. Ok, lợi dụng ban static mà căn mà block này rồi hỡi. Ok, lợi dụng static mà căn mà block này vậy. Đó. Đi rồi. Đi hạt hẹn quay đó, xôn. Hoặc mình không bao giờ đọc phí được đọc phí đi chụp ngồi. Ok, phí rau nè lợi dân rau mà căn này đợi ngồi thì nó rồi cho phí chụp ngồi hôm vậy chụp mỗi chụp số. Ok, mình không bao giờ chụp ngồi. Ok, lấy dùng ban static mà căn block này rồi hả? Ok, lấy dùng thư ca static mà căn block này một đoạn. Ok, sau khi rồi. Muốn chút số, đi hạp nhằm vậy đó. Lệch hộp address, đọc đi chất mùi. Ok, rồi nè lợi dụng static mà căn này vào nhé. Ok, snake of address. Ok, lợi dụng ban static mà căn block này. Block này rồi hay. Ok, lợi dụng nâng static thì hàng đi chỗ mà căn event vì router lệnh mối. Ok, rồi. Ok, xin không bắt ra. Ok, lấy dương bản configure static này là router vì router lịch phám mà căn router lịch hóa hay lấy thay cả phi mà căn router lịch mua sẵn. Ok, lấy cho PC với phi mà căn router lịch mối.
Unreachable. Okay. Dừng ra một nét public đi trên tàu. Chúng ta nên không bắt ra lại đi. Bí. Trên dừng ra một nét public. Ok. Đời xa tại dương toàn ban thơ configure redistribute cho một việc. Chắc mình thật việc toàn score cái này. Ok, chính ping tức score tầm một block lịch pin này. Sorry, block đi, โอเคแล้วยิงโจทย์ตัวเมื่อเราเติมที่มาเอาเติมลิฟต์แรมโอเคโชว์แรมโชว์ไอพีอินเตอร์เฟซคลิกการยิงมาได้ไอพีเอเวนเลยโอเคในเรื่องเราเติมลิฟต์แรมนี่ยังกระทำมาคอนฟิกเกอร์ตอนมาได้ไอพีเอเวนกันยังไงไอพีเอเวนมีนส่งยังไง Chúng ta cho tất cả IP về mà. Ok, interface series 0 slash 0 slash 0 IP head. Ok. Ok, motion. Ok, lấy những tin đồng tiết. Ok, score nghe này nhé. Ok, lấy những tin đồng tiết mối. Ok, score lại nhé. Okay, dân ách ping bị PC dân mà căn router này score ping bị PC dân mà căn router này score bằng tay dân mà ách ping bị PC dân chlong cắt EIGRP chlong cắt OSPF và đôi chỉ chlong cắt ribbon này và sao tại dân mình toàn thua ca configure distribute okay, là dân sẽ thua ca sẽ là bóng ping dân ta vì score là dân ping bị PC lịch bay này màu căn block này block này hay nâng cắn mà cắn this block, block này đây ok, lấy dùng ping PC lịch bấy mà cắn IP open này ta viết score là ok ok nhé, dù cho mình ta viết score là mình phải tham hại cái đó ok, ở score lại cái nhé thì mình cần đi ở score lại ok, ở đây dùng thua cá ping bị PC lị bấy mà cần ở hà ni mà đo nè, PC lị mua nè, score lọt ok nhé, việc score lại để sao ta dơ tổng bán thua cá configure để distribute về chỗ mà cần ok, phải tham ái rồi nhé ok, ở score lại cái nhé ok, lấy dưỡng thua cam khi mà căn đi IP đi mỗi tiệm mắt chọn đơn tao viết score lọt
Okay, we are scrolling here. Okay. Okay, start the PM. You need to configure redistribute. Okay, sorry, start the PM. Configure redistribute. Hello, airborne. Okay, start even more good just step like a hand. Okay, don't you configure the step even more bad? But you are squawk near the router than all and communicate by my hand. I get told me by I think this for me by. Okay, let you enjoy router the more. The bone you need to configure redistribute the convert. How OSPA, you know, you have EIGOP, you know, you have start. Matrix. Okay, mình đặt mở tới matrix mở rồi đấy. Okay. Sorry, okay, này matrix viết default matrix viết cứ bị định số từ lên đọc mùi. Okay, lấy những đặt đọc đấy. Okay, làm lại ca tìm mùi dừng bàn hà redistribute static cho được nông grid. Okay, lấy dừng hà OSPS cho được nông grid mùi tiết redistribute. Okay. Redistribute OSPF 1 matrix. Okay, đọc lại tới. Okay, tổng hợp dưới đường hai redistribute ESGOP cho từ khung nông Okay, lấy chúng tôi cả hai ESGOP cho từ khung nông tạm dạy comment redistribute. Okay, lấy chúng hai OSP OSP rồi ha, là dùng cho tờ hai cái này. Ok, sorry, cho tờ hai IGOP, ok, distribute IGOP 1 metric ok, 10 ok, là dùng ban hai redistribute thì static row OSPF ERGOP cho được không rip vậy. Ok, ở lấy tiết dưới nâng hai rip ERGOP hay nâng static row cho được nâng OSPF đó. Ok, cho ra ta lịch mối. Ok, router OSPF 1. Ok, redistribute rip subnet. Ok, redistribute started subnet. Okay, redistribute ERGOP subnet. Okay, ERGOP 1 subnet. Okay, ở lấy chúng ban hai rip hay nâng started row hay nâng ERGOP cho tới nâng OSPI. Okay, lấy đồng nạc cao trong grau dưới nâng thuộc cả hai OSPS RIP hay nâng static row cho tới khả nông ERGOP bắt đầu. Ok, router ERGOP 1. Ok, redistribute. Ok, RIP. Ok, RIP matrix. Ok, trong chúng ta matrix như dương viên biên ở dương cầm nọt bandwidth. Bandwidth viết vì mỗi đồ hút đó nghe có phần này, nông phần này. Ok, by default bỏ ý á chỉ ở phí bandwidth viết cứ mà mớn. Và tọa mốc delay. Delay matrix viết by default viết cứ mà rối.
mơn mà rồi. Ok, reliability vía cứ bị xôn lốt ở phía rồi hàm cắm. Ok, chúng ta đặt phía hàm cắm mong tới. Ok, nè. Cắm. Ya, chị ở phía effective bandwidth matrix vía. Vì mỗi lỗ đọc phía hạp rằm. Ok, by default với những lịch mùi đấy. Ok. Âm thi dũ. Vì mỗi lỗ đó phần mùi mới phèm phón phèm mỗi 30 rằm. Ok. Lấy dịch đã. Đôi chì mà phón phèm mỗi vậy nè. Ok. Dương phơi của mình bật phần nâng máu. Ok. Trong chúng tôi lịch mà phón thì mình thay dừng dễ bị benefit. Lệnh mà rồi này dừng dễ một phía delay. Phía hạ phẩm này dừng dễ phía reliability. Lệnh mua này dừng dễ phía... Ok, mở lệnh kìa. Ok, lệnh mua dừng dễ phía load. Hay một phần phẩm mua này dừng dễ phía âm thi dù. Ok, default matrix với cứ lệ chùm đồng phần này. Ok, dừng đặt default bảo vệ máu. Mà mớn, mà rồi vì hạ phẩm mối phẩm mối học mới thì trong dưới MP bandwidth mà rối nhưng dưới MP delay vì hạ phẩm reliability định mối load học phẩm phẩm mối này cứ âm thị dụ. Ok, ở đây dùng màn cầm nọt học phần đăng máu. Ok, ở đây dùng 2 rip cho màu hạ nông ý ai chỉ học phía ở đây dùng sau OSPF is static. Okay, redistribute OSPF 1 metric. Okay, một mớn, đôi khi mở. Okay, anh em phone, nó bắt một mớn, nó kẹt ấy, đặt một phần năng các bạn. Okay, mở rối. Phi hạ phép, mối. Học phone phép mối. Nó bắt by default, viết cứ một phần này. Ok, ở đây dừng cài viên mắt. Ôi, thử tạm biệt viên mắt. Ok, distribute, rip. Ok, symmetric. Ông mớn. Mà rối. Pi hạ phém. Pi hạ phém chứ không? Ok, pi hạ phém. Mối. Học phón trăm rồi. Ok. Distribute, static mất tiếng mắt. Static. Magic. Ông mớn. Rồi thì hạ phẩm mối quan phẩm mối. Ok, ở lấy dương ban redistribute via bay protocol nữa mà ta OSPF replacement static cho nó không bị ai chỉ ở phía vậy. Ok, bắt đầu bây giờ thôi ca redistribute rồi hết. Ok, ở lấy dương thôi ca sạc ping vision. Ok, một nâng dương ping bị lệch bay PC lệch bay mà can PC số này việc score như thế. Ở đây ok, lấy sạc ping một đồng tiền ping rồi ta phí rồi không vậy chuẩn phí chuẩn phí. Ok, và tôi bây giờ thua cả redistribute mà dừng phim để score lại nhé. Một nâng dừng phim mà IP bị nhận score là dừng hóa mưa sẵn IP này nè hả nhé. Một nâng mà tôi bây giờ mình toàn mang thơ configure redistribute mà dừng phim đó score lại nhé. Thì phải tham ai tôi bây giờ thua redistribute mà phim mà score lại nhé. Ok, ở lại dừng thư ca phiên một căn mỗi chút phim đầu tiên. Ok, score lên. Ok, một nâng dừng phiên tâm mỗi chút phim score lên. Để mỗi chút phim. Một nâng dừng toàn mạng configure redistribute rip cho được nông static dùng mỗi cho được không IGRP cho được không OSPF và toàn score lên về dừng thơ redistribute mà đi score lên. Ok, ở đây dừng ping mà can anh em mới tiếp mà ok, score ở đây nhé. Ok, là
score hai lai okay lai jeung sak ping pi pc ni mok kan ne router ni mo score ot ni pi Okay, lấy giúp phim một căn 4.2 đi mà. Okay, lấy giúp phim thơ ca phim một căn đọc 1.2. Hãy kêu score lại. Okay. Rồi biết này ca configure bần chô kia rồi viên ở Dynamic Routing Protocol đó dùng ra ra EIGRP, OSPF, RIP hay nâng start thì ra chọn tập bần đăng ấy ok, lấy dùng xăm rãi tới ok, dùng xăm rãi lấy mình nhé hoặc là EIGRP nó bị dùng smoke smart tích ok node ok, default metric I G O P matrix kia cứ mầm mớn rồi ok mầm mớn rồi P hai tám muối một quan trăm rồi ok một quan mầm mớn nó smart ở gần biết ok, mroi smart nâng delay mời đi tìm ok, delay ok PFM reliability ok, copy cho một món ta ok, reliability ok, one ok, load ok, nè, ở phần này anh mở description miền không tới miền miền này thầm mạch ok bandwidth, delay, reliability, load, âm thư dụ nè miền miền bật description nè, ở phần này anh mở tới đăng dụ lắm ok chào tập phần đăng tế ok, xong một con trang để bạn mở video này xong chui subscribe video phong nằm bấy tù bạn ở video mấy thứ mấy ok, xong một con trang